Nam Phan Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Thưa quý vị, thì tối hôm nay Nam Phan Sài Gòn sẽ quay lại đây cùng tất cả các bà con ta chia sẻ cái sự việc liên quan đến ven trường. Và chào lang thang toàn quốc, chào chị Ngọc Nguyễn, chào anh Lam. Bà con vui lòng cho lang thang Sài Gòn xin một like nhé. Đây gần cuối năm rồi, chắc bà con cũng hơi bận rộn hả? Dạ, một lần nữa thì Lan Thang Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên thì cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn ở trong cuộc sống. Thưa quý vị, thì hôm nay tôi quay lại đây cũng tiếp tục chia sẻ cái sự việc của Ven Trường, một trong những cái cặp đôi mà gọi nó hoàn hảo là từ đầu đến đuôi quý vị, nhưng mà nó giai đoạn sâu rồi đó, mang chắc có những cái sai lầm diễn lệch bài cho nên bị lộ. Rồi cuối cùng những ngày vừa qua đây quý vị, đại đa số rằng cái băng nhóm này đang đi lấp lỗ. Đang đi lấp lỗ và không có một cái hướng gọi là để quay đầu. Đã. Cái mà những ngày vừa qua tôi nói là ở đây đó, là chỉ mong rằng, chỉ mong thôi nha, chứ còn thực sự là không thể tin tưởng được. Chỉ mong thôi là khi mà cái lương tâm của nó thức dậy đó, thì nó sẽ quay đầu, nó sẽ lên cộng đồng mạng, nó xin lỗi. Để có những cái gọi là cái như một cái sự lan tỏa đi một cái sự thật, để cho tất cả những cái fan cuồng đó có cái lúc mà tỉnh mộng. Nhưng đến bây giờ là con thấy được nó lao vô cách bắt cấp, và đến bây giờ đại đa số rằng là cái như là cứ mượn người này người kia nó đi lấp lỗ những cái hành vi sai trái đó. Và đỉnh điểm bà con thấy được những ngày vừa qua đây quý vị, xuất hiện rất nhiều kẻ mà chắc là kẻ như là bà con biết cũng qua cái sự việc này, thì cũng có những kẻ mà cái như từ cái như là nước ngoài, những kẻ trong nước, rồi những kẻ tự xưng là đại gia. Đại đa số là những kẻ mà gọi là cái máu mạch nó kể như là nó cao hơn máu não đấy, cho nên dạng cũng ngu đần với nhau đấy. Biết sai như thế mà cũng vì cái quyền lợi quá lớn cho nên là không chịu quay đầu, cứ liên tục là kể như là đưa ra những cái lý do này lý do nọ. Rồi bây giờ bà con thấy một cái sự thật ở đây là gì? Một sự thật ở đây đó là nó rất là cái như là quen thuộc. Đấy, bây giờ đại đa số rằng những kẻ mà đi lấp lỗ bảo vệ cho thầy pháp sư đó, đấy, thì cái như đẩy tất cả mọi cái trách nhiệm, đẩy tất cả mọi cái hành vi đó là cho con ve. Thì bà con thấy rồi, củ cải một nắng bây giờ là cái như là cũng từ cái như dưới Vĩnh Long, từ dưới Trà Vinh chứ, từ dưới Trà Vinh mà lết lên Kiên Giang để gặp là A Sinh, cũng có những cái gì, cũng có những cái hành vi mà cả như là cũng đẩy trách nhiệm cho con ve. Đó, thì đây là chúng ta thấy rằng một cái sự bỉ ổi của những thằng gọi là cái đất mày râu quá vậy. Đó, lúc mày quay lên mày biết nó, bây giờ nó thật sự lũ bay, ta nói thẳng thắn lũ bay biết nó là bây giờ cái như là nó là một người cái không bình thường, không tỉnh táo đó, thì bay đừng đưa lên đó, bay đừng đưa lên, bây đưa lên cho đã, rồi bây giờ cộng đồng mạng có những cái phẫn nộ, rồi bây giờ cái như là bây chỉ ngược tất cả những cái là do con ve nó không tỉnh táo.
nó không tỉnh táo rồi cái thằng mà nó bạch bạch cái con ven một đêm ba nháy đó, rồi cái thằng đó nó có chịu trách nhiệm gì hay không? Nếu như mà bây giờ nó thực sự ra mà biết con người ta không tỉnh táo, bay cố tình bay đưa lên, bay dựng cảnh dựng tuồng, rồi giả thần giả thánh để đưa lên bay biệt, để rồi cái như bây giờ bay cái như là dẫn nó gì đó để bay mang chắc là cái như là sở hữu riêng đó. Thì những ngày vừa qua là cộng đồng mạng cũng đã bị hiểu rất rõ cái bản chất bên này rồi đó. Bây giờ tự dưng là bay cái như là cứ đẩy hết cho con người ta, nói là không được bình thường. Thậm chí tôi nói cái chuyện mà chuyện tăng gia, cái chuyện đơn giản đấy, chỉ cần bây giờ cái thằng kia đứng lên đó, đứng lên nó nói cái như là một cái xin lỗi a xin hoặc là một cái chi đó mà nó mang chắc nó tình cảm hơn một xíu thì mọi chuyện nó sẽ qua thôi, đúng không vậy? Nhưng đằng này cái bản chất của nó đó dạng cũng giống hèn nhát đấy. Tôi nói là băng nhóm này đó quý vị, nó có những cái rất hèn đấy, nó hèn mà mang chất hèn hạ đấy. Bây giờ cái như là ngày tăng gia không mời a xin, a xin cũng đã lên cộng đồng mạng cũng là phanh phui ra là mang chất là kẻ cái như là ăn cháo đá bát đấy, mang chất là qua cầu đạp đổ nghiêng cầu luôn đấy. Đấy thì bắt đầu là cái như là tôi nói thật sự ra mà bây giờ đó không biết a xin nghĩ thế nào, cho riêng tôi đó tôi nghĩ rằng là thằng này là thằng pháp sư nè, nó không có tôn trọng a xin một xíu nào. Đấy. Bà con thấy đi, nó cũng có kênh YouTube. Đấy. Kênh của nó lớn hơn kênh a xin. Mà kể như nó phải nhờ củ cải một nắng đi lên tại kể như An Giang để mà kể như là mong có một lời để mà a xin thông cảm. Đấy. Điều thấy vô lý. Cái điều này chứng tỏ là chúng ta thấy rất rõ là cái bản chất thằng này đó là nó không có một cái chi để gọi là tôn trọng a xin. Nếu mà a xin nghe được những lời này thì phải suy nghĩ lại đấy. Nó là hậu bối, nó là đàn em đấy, mà bây giờ nó cái như lúc nó cần thì nó nhờ tới mình, mà bây giờ mang chắc tất cả mọi chuyện im xuôi đấy, bắt đầu là cái như là ngay cả cái ngày vui, ngày trọng đại đấy, là tăng gia. Tăng gia là một cái ngôi nhà trên những đồng tiền của Mạnh Thường Quân đấy, mà cái không mời một người anh, không có một lời gọi là nhắn gửi để mà tới chia vui. Mà thậm chí tôi nói thật luôn, nếu mà nó mời thì chưa chắc a xin đã tới đấy. Nhưng mà bây giờ bà con thấy đi, a xin chỉ cần lên nói một bài thôi là nó liên tục nó lấp lỗ. Bà con thấy đi, bây giờ nó nhờ củ cải một nắng, hôm qua đỉnh điểm nhờ củ cải một nắng lên để mà để cái như là mong rằng a xin sẽ thông cảm đấy. Mong rằng a xin sẽ thông cảm. Thì cái điều này chứng tỏ rằng trong mắt của nó không xem a xin là cái gì. Nếu như nó xem a xin là một người anh em thực sự ha, một người anh em, một người ân nhân từng mà giúp nó vượt qua cái dư luận của xã hội, thì bản thân nó phải lên, phải đích thân nó lên, rồi nó ngồi nó nói chuyện a xin, chứ không phải là củ cải một nắng. Đấy. Và bà con thấy cái điểm chung ban nhóm này mang chắc đại đa số rằng bây giờ nó kiểu nó hèn hèn nhát nhát ấy. Kiểu mà cái liên quan đến những cái gì đó là loạn chọn mà nó trốn, nó đẩy những con chốt thí. Mà tôi thấy là cái củ cải một nắng này đó, củ cải một nắng này không biết trong phi vụ này củ cải một nắng là có những cái quyền lợi chi đó. Mà bây giờ nó thật sự tuổi cũng lớn rồi mà cũng muốn tham gia vào cái chuyện thị phi này, ngay từ đầu đã tuyên bố hai lần giải nghệ rồi. Đấy, nhưng mà vẫn còn như là hối tiếc, vẫn còn muốn tham gia vô. Là cái điều này chúng ta phải đặt một dấu hỏi nữa. Chắc anh là cái bản chất ai ấy, thì tôi không rành. Nhưng bản chất của cái một nắng là chắc anh sẽ có một quyền lợi. Không có một quyền lợi dễ chi mà của cái một nắng này lao vô để mà đi để mang cái mặt mình nó đi xin lỗi dùm cho thằng pháp sư. Bà con công nhận không? Mà đâu phải là gần, giống như hàng xóm nhau thôi, nhờ anh qua nói tiếng cũng được. Đằng này đi mấy trăm cây số đấy, từ cả như là Trà Vinh lên tới tận cả như là An Giang, đi mấy trăm cây số lên chỉ mục đích là mục đích chính, đó là cả như là xin lỗi cả như AC vì cả như cái sự thiếu sót. Mà nói thật sự xin lỗi một cũng cách hèn hạ đấy, xin lỗi bây giờ cả như là tự nhiên đi xin lỗi người ta đấy, mà không dám đứng ra nhận trách nhiệm thuộc về mình, mà đứng ra cả như là đẩy ra cho con quen để con quen chịu. Sao mấy ông hèn chứ vậy? Cũng thấy ông nào ông nấy cũng là lực lượng cơ bắp sáu múi, cũng mày râu đấy, mà tại sao là quá hèn nhát đi đấy.
bây giờ cứ đẩy ra nó ở con ve nó không được bình thường, cho nên lúc đó nó quên thế này thế khác đấy. Thế thì cần thiết gì nữa, là nếu như con ven đấy nó không được bình thường thì ông điện một cuộc gọi là xong, đúng không? Mình dù sao cũng là đầu ấp tay gối người ta, cũng lên cộng đồng mạng, cũng là kể như là cũng thề non hẹn biển đấy. Nhưng có khổ cái là do hai cái chữ tùy duyên đấy, cho nên các ông các bà này là chưa đến với nhau thôi. Chứ thực sự ra là cộng đồng mạng cũng biết là giữa cái như là pháp sư này với con ven nó cũng đã có những cái gọi là mối là thâm tình rồi à. Mà bây giờ tự nhiên là cái như là cái sự việc nó vỡ làng ra đó, rồi cái như cái đẩy cho con ven chịu trách nhiệm, rồi cái thằng pháp sư đó làm gì đấy. Tôi nói mỗi bây giờ đó quý vị, riêng mỗi bây giờ đó mà nói thật sự mà cái như thay mặt người tình của mình để điện thoại mời những người đã từng giúp đỡ đấy, mà làm không được thế làm gì, thế làm cái gì? Chẳng lẽ bây giờ hai đứa cái như là lúc ngày tân gia đó chẳng lẽ không có sự bàn tính với nhau đấy, cũng phải thấy chứ. Trong lúc là cái như là hoạn nạn thì nhờ người ta, lúc tân gia cũng phải là cái như là phải nhờ người này người nọ người kia đó điện thoại tới và để mà chia sẻ cái niềm vui chứ đấy, đụng chuyện rồi cái như là nhờ người ta, rồi cái như là hết chuyện rồi quên, quên rồi bây giờ người ta trách rồi quay sang chỉ cho con vé sống hèn thật. Chết đi pháp sư, nói thiệt pháp sư sống này là thua đấy. Mà nói thật sự bây giờ kết hợp thành củ cải nữa là thâu, bó tay, bó tay thật quý vị. Tôi tưởng thằng củ cải lên nói cái chi nó hay ho, quất lên chỗ A Xiên á, quất cái chỗ A Xiên cũng nói là cái sự việc này là pháp sư không quyết định được. Nè, ủa nó không quyết định được là bây giờ bao nhiêu thế này thế khác, chẳng lẽ bây giờ nó tham gia một ý kiến đó. Bây giờ ngày đó là cái như là A Xiên cũng là cái như cũng phải lên cá mạch đó, phải điện mời A Xiên một tiếng đó. Thế nào thế khác thì ai đâu mà lên đó, rồi bây giờ cái từ lưa tới lỡ đó, rồi cái như quay ngược lại là chỉ con ven là nó không bị bình thường đấy, con ven không được bình thường, bộ nó không được bình thường, bây dựng nó lên, bây dựng lên, bây kiếm tiền của mạnh quân cho đã, rồi bây dựa vô tâm linh, rồi cái bây dựa vô trong cái đạo pháp người ta, rồi bây giờ phải nói câu không bình thường nữa là cái gì quê vô, mày thấy tào lao chưa? Để cái thằng củ cải, thằng củ cải mày lẫm cái đầu mà ra mày nghĩ coi củ cải, mày thấy tào lao chưa? Đấy, dù sao cái túi đó cũng túi đủ suy nghĩ rồi mà, hả? Giờ đi đẩy con người ta mà nó gọi là cái như là một đại gia đấy. Một đại gia mà cái trăm tỷ mà đi để mà đi lắp lỗ cho một thằng cái như là trình độ chưa qua khỏi lớp 5 nhé. Lắp lỗ kỳ vậy, ta làm cái chi đi lắp lỗ, đừng để cho cộng đồng mạng họ dậy sóng, đi lắp lỗ đừng để cộng đồng mạng họ chửi đó, họ nói mình dài tay mà ngu, hiểu không? Trời, đi lắp lỗ mà từ gì đó mà đi lên kể như tới tại kể như An Giang, tướng có những câu từ gì nó hay ho lắm, để mà lên nó dung hòa, lên đâu mà đắc cái một cái con đàn bà đã đứng gánh tất cả mọi trách nhiệm. Thế thì mày có bao giờ mày hỏi là cái trách nhiệm thằng pháp sư đâu đấy. Chỉ mỗi bây giờ cái chờ tối lại mặt trời lặn rồi cái như là trách nhiệm nó phải hành canh thôi, ngồi ra không làm gì hết trơn. Thế thôi chứ yêu đương cái chị, yêu đương chi nữa, cũng nên là cái như là cách duyên được rồi chứ yêu đương cái gì giờ này đâu quý vị. Yêu đương bây giờ cái như là không đứng ra để mà nhận trách nhiệm cho người yêu mình mà đẩy trách nhiệm cho người yêu của mình thì thâu loại đây, xin thưa quý vị là thâu hết xài đấy. Còn không biết A Xin nghĩ sao, chứ quan điểm tôi nghĩ đó, quan điểm tôi nghĩ là trong mắt của thằng pháp sư này A Xin chính là cái chi hết. Trong mắt của thằng pháp sư này là A Xin không là cái chi. Nếu mà nó thực sự quý vị nó tôn trọng A Xin là một người anh thì phải đích thân nó đi, chứ không phải là nó nhờ củ cải một nắng để lên xin lỗi, đúng không bà con nghĩ đúng không? Đấy, dù như thế nào chẳng nữa, đúng hay sai không cần biết, nhưng mà tôn trọng thật sự một người ơn đã từng là giúp mình vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đấy, thì bản thân mình cũng phải là cái như là đi trước, chứ không thể nhờ vả của đây. Nhờ vả ở đây chứng tỏ là trong lòng, trong đầu của nó không có một hình ảnh của một người anh, hình ảnh của một vị ân nhân là xem như là cái như là nó rất mơ hồ cái gì. Thế mà còn lên nữa, lòng nào còn lên, còn
con điện qua người ta, kể như là nói là để cái như là nhờ A Sinh lên trên một clip tại kênh nó nữa để mà cái như là có cái sự là phân bua giùm. Sao là cái chuyện đó? Đó. Mình cũng là một kênh YouTube thì ra đứng cái như là nói cái việc gì đâu phải nhờ. Đó. Nếu mình cảm thấy rằng mình còn đủ uy tín, mình tiếng nói mình nó còn trọng lượng, à, thì bản thân mình phải đích thân để lên nói. Bây giờ đến nhờ người này rồi nhờ người kia, nhờ người nọ, chứng tỏ lũ bay là nó thật sự ra bay đi lấp lỗ, và lấp lỗ không xong nữa là thâu. Đi lấp lỗ và cái kiểu lấp chỗ này nó hỏng chỗ khác. Đại gia trăm tỷ mà bây giờ vẫn đi để mà cái như đi bỡ đít cho cái như là cái lũ bay nữa là thâu, thật sự ra không biết là cái như bay sống kiểu gì. Ê, củ cải khô bây giờ đi cái là cái mỗi việc là bây giờ đi kiểu như cái bỡ đít cái quen trường à, để cái đăng à. Hôm nay táp phao câu chưa? Tôi nói đâu, đừng bao giờ mà lên cộng đồng mạng nói là cái kênh trung lập. Đấy, những ngày vừa qua bà con thấy rõ bản chất thằng này nó là cái kênh gì, trung lập hay là cái kênh tào lao. Đấy, trung lập cái chi, bây giờ bà con thấy tất cả chô cha bây giờ đã lộ ra như là kể như là đâu còn cái chi nữa mà che lắp đâu, lộ hết rồi. Đó, lên trung lập mượn cái gọi là cái trung lập để mà khịa chửi sang bên này, bây giờ lộ hết rồi. Bây giờ cái như mà cái kênh trung lập thì mày đừng đi mày xin giùm nó chứ mày, kênh trung lập mày cũng mang cái mặt mày đi mấy trăm cây số mà khổ cái quá gì. Đại gia trăm tỷ mà không có ô tô đó chạy à, chạy mỗi xe máy mà chạy cái mấy trăm cây số chạy lên được à. Còn lên nó giọng chảnh chó, đi xe máy cho tình cảm ốc nậu. Tình cảm á cũng giống con ven á, lâu nhà mà lâu nhà phải là lâu bằng cái khăn lâu, nó phải ngồi dùng cái tay lâu lâu để thể hiện sự trân trọng, lâu bằng tay để thể hiện sự gì cái gì trân trọng tôn nghiêm gì đó. Còn cái thằng củ cải đây nó chạy xe máy đi mấy trăm cây số để thể hiện cái sự là tình cảm. Chú cha lũ bay có nhiều cái mà thật sự nhiều đấy, không bay cũng dẫn dắt dư luận gì được. Tao bó tay lũ bay thật sự. Bây mà tao gặp trước mặt cho tao quỳ tao lạy luôn. Lạy sao? Nó xấu hổ quá đi, lạy cho bay mang mau câu vô. Đấy, buông thần bán thánh cho đã rồi, bây giờ lộ ra hết lũ bay bay như là một cái con mà cả như nó thật sự quý vị. Không biết nói cái câu nào để phù hợp lũ bay. Nó dị dồn. Đi mấy trăm cây số mà chạy cái xe máy đi mà để có thể hiện tình cảm ông nậu tôi ấy. Mà lúc mùa mưa nữa chứ, mưa mới chết chứ. Đấy, đi ít ra bây giờ mà đi mấy trăm cây số đó là coi như là không có xe thì bắt ráp ta đi. Đấy, mắc chi mà đi xe máy thể hiện trân trọng nậu, lên đấy ông còn cái như cặc khịa nữa. Đấy, bà con thấy khổ không? 60 tuổi đâu mà không biết là cánh được cái chi mà hôm nay cả như ham mồi, quý vị rất ham mồi. Từ gì đó mà chạy lên tới An Giang để mà xin lỗi dùm cho thầy pháp sư một tiếng một à, rồi cái tôi tưởng xin lỗi là xong, bắt đầu đẩy sang con ven một xíu tôi nói thâu lũ bay cái như cái nấp vô váy con ven bay kiếm ăn cho đã rồi, bây giờ cái như đụng chuyện bay đổ sang cho người phụ nữ bay gánh, đúng không? Quê chưa? Tàu lao làm anh cái sống nhanh báo người ta không nói. Rồi biết của cái là cái nếu mà con cái nhìn những hình ảnh là bây giờ tự nhiên cha mình là một đại gia trăm tỷ mà đi loàn cuối một thằng YouTube. Đấy, loàn cuối một thằng YouTube mà cái như là chưa học được qua khỏi lớp 5. Đấy, mà không biết là cha mình có quyền lợi gì trong đó hay không. Đấy, rồi ông đi trả lời con ông sao ông củ cải. Nếu mà con ông nó thấy ông những cái phim đấy mà nó nghe ông nó là từ kể như là Trà Vinh mà chạy xe máy lên tới chỗ An Giang để ông gặp A Sinh đi bằng xe máy, rồi kể như con ông điện ổ bao có bị dở hơi không? Để ba đi đâu mấy cái chuyện của ba đi xin người ta, rồi ông trả lời con ông sao? Thì ông sống thế nào mà sao làm gương làm cho con cháu sau này nó theo ông nậu.
đấy, tuổi cũng 60 đâu, chúng tôi gọi ông bằng anh thôi chứ đâu phải là cái như tuổi cha tuổi chú gì, đúng không? Tôi góp ý chân thành nè, bữa sau đấy.